Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 100 đô la tộc cần có cái hiệu là Savvy Research nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà start chatbot các bạn. Một tô cần của bạn, mình nhận được 100 đô, rồi bấm vào Research nha bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên, 100 ngàn tóc cần các bạn. Chăm in rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn chọn kênh gấp kênh trailer người ta các bạn gấp ở double nữa chọn tiếp kênh trailer nữa rồi tiếp tục còn follow Twitter nữa trên Twitter nó thì các bạn theo dõi với các bạn rồi bạn mới double nữa đây rồi các bạn trở về các bạn tiếp tục các bạn follow kênh partner nữa nè. Banner đó thì các bạn lướt xuống các bạn tìm cái bài này, thứ hai nè, các bạn like nè, các bạn trình dẫn cho tôi biết nha các bạn test lại luôn đi, rồi bạn mới đáp lên nè. Trên tờ Twitter fanpage nó các bạn là follow và like và bị giết được game luôn các bạn, like nè, các bạn trình dẫn bị giết được game tăng dài các bạn mình vào các bạn, cho chắc ăn các bạn, rồi các bạn mới đáp lên nè, các bạn bấm nhận submit tên nè. Tiếp tục còn chọn tiếp kênh Telegram nè, chọn xong bấm đòn nè, chờ bắt phản hồi các bạn. Tiếp tục các bạn gửi đường link và profile tới Twitter mình nha các bạn. Thì trên tờ Twitter các bạn mở tờ Twitter các bạn ra nè, vậy các bạn nhập vào bên cùng, nhập vào hồ sơ nè, các bạn nhập vào bao gạch bên cùng, nhập vào chia sẻ nè, rồi bạn sao chép liên kết nha các bạn, rồi bạn bắt đáp lên nè, bạn gửi được đây. Ngay cho bot. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB sẽ match trên bet 20 trên giấy chocolate nha tất các bạn. Bạn sao chép lên nè. Các bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục các bạn chọn chào ở gấp seller nè. Rồi bấm done nè. Tiếp tục submit gửi link retweet link. Thì bạn mở Twitter của các bạn ra các bạn. Các bạn lướt xuống nè. Các bạn chia sẻ các bài dự án của nó nè các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục bấm xác tiết để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 100 đô la tập cần Savvy Research nữa các bạn. Và mình gửi thêm tiếp tục các bạn. Dự án thứ hai mình sẽ nhận được 4,5 đô tập cần DAT nè các bạn. Thì các bạn cũng mở Telegram muốn start chatbot tiếp tục nữa các bạn. Su hẹn gấp đi các bạn chọn mặt trời nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào son Airdrop nè. Các bạn bấm thứ nhất nè. Các bạn son vào kênh Telegram gấp. Các bạn son vào bạn bắt đập tiếp tục nè. Rồi các bạn son tiếp kênh Seller nữa các bạn bắt đập nè. Rồi các bạn xuống đây mà bấm don. Phan. Bấm don nha các bạn. Rồi tiếp tục thứ hai các bạn bấm vào follow tờ Twitter fanpage nữa nè, trên tờ fanpage trên tờ Twitter nó bạn theo dõi nè, các bạn like nè, các bạn trích dẫn cho tờ Twitter game nè các bạn dán vào các bạn, rồi các bạn bắt đáp lên nè, sau bấm don nè, tiếp tục các bạn retweet cái link này hashtag là cái biến hashtag này các bạn, just swap nè. Rồi các bạn ghi quyết cái link này với hashtag nha bạn. Các bạn like nè, các bạn trình dẫn cho tôi quyết nè. Rồi bạn bấm đáp lại nha bạn. Các bạn bấm don. Send you link Twitter profile link. Tiếp tục thì các bạn gỡ đưa đường link profile Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở Twitter ra nè. Nhập vào bao gạch cùng, nhập vào một hồ sơ nè. Các bạn nhập vào bao gạch cùng, nhập vào chia sẻ nè các bạn. Các bạn sẽ chép liên kết nè các bạn. Rồi các bạn dán lên cho bot nè. Lên cho bot nè. Elon Musk. Follow link. Phan các bạn. Cái này là nó kêu mình gỡ tờ Twitter với định dạng này để mình qua trên, mình lấy trên trong web. Các bạn nhấp vào trên Google, các bạn nhấp vào tờ Twitter này nè các bạn.
Rồi các bạn nhập vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn copy cái link Twitter mình trên đây nè các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Ok, đã được thêm các bạn. Rồi các bạn bấm vào submit wallet nè các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ với mình bi sở mắt trên trên chút wallet cho mình nha các bạn. Các bạn sao chép nè. Các bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục các bạn bấm vào red link để lên ghép mình chia sẻ cho ông bà và người thân để kiếm thêm tục cần các bạn. Du ghép ta. Ok, như vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 45 đô tục cần đang kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.